Hey, hello các bạn. Bonsai một ngày vui. Xin chào tất cả các bạn nha. Rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong cái những cái tác phẩm về bonsai dừa. Với cái lô hàng bonsai dừa này, tất cả đều có thể đưa ra chơi được hết rồi các bạn ơi. Đây là một cây bonsai dừa lá trẻ, dáng gáo rất ok, cỏ đã xanh mượt như thế này rồi đó. Các bạn thấy không, lá trẻ cong gần như là tự nhiên hết tất cả, và nó đang có một cái lá mới ra. Lá mới ra là trẻ nhiều hơn là cái lá cũ các bạn. Cái mầm này thì mình chưa có tác động gì đó hết á, tại vì nó còn non, nó rất là yếu, cho nên mình để cho đó một thời gian chơi, xong rồi khi mà cái bẹ nó bắt đầu nó hơi có dấu hiệu là cứng cứng rồi đó, bắt đầu mình sẽ uống nhẹ nó thôi. Cứ mỗi ngày mình uống một chút xíu là cái cây nó, cái bẹ nó sẽ theo ý mình, rất là ok các bạn. Đây các bạn thấy không, củ tỏi mình quay hết sức là chậm chậm để các bạn coi đó, nó sát mí luôn. Cái thân nó sát y cái này nè, có củ nhỏ mini luôn nha. Cái này cây này cũng gọi là lực, nhưng mà lực là dạng dáng kiểu dạng như mini, thì ép bị ép cắt bẹ từ nhỏ nhỏ, cho nên là cái thân gỗ nó không có được lớn lắm, nhưng mà cây nó vẫn đầy đủ lực sống các bạn thấy không. Cây sức sống rất là ok nè, lá cong tự nhiên, trẻ đều hết rồi, cây này tuyệt vời luôn các bạn. Thì mời các bạn tiếp tục xem những cái tác phẩm tiếp theo nha. Mình sẽ lần lượt mình đưa lên cái lô này 6 cây, tất cả đều rất là ok, mình mới chia sẻ với các bạn ha. Tiếp tục theo dõi. Và rồi đây ha, một cái chậu đất nung Phúc Lộc Thọ. Chậu này cũng khá đắt tiền nha bạn. Nó gấp 3 lần so với những cái chậu tiểu cảnh mini. Những cái chậu mini chứ. Chậu trắng thì có tầm 40-45k gì đó, nếu mà mua chậu thông thường. Còn cái chậu đất nung này nó gấp 3 lần, nó cỡ 120-130 ngàn gì đó bạn. Giới thiệu với các bạn, đây là một cây dừa tam quan ha. Này chắc giống cũng hơi lai lai, cho nên cái bẹ nó không có thuần vàng lắm, nó hơi vàng xanh. Nhưng mà không sao, cây này rất là dễ thương. Cái lá, cái cọng nó cũng mềm và lá mượt lắm các bạn. Ở phía bên trong nó các bạn thấy phía sau lưng không, đây mình đưa cho bạn xem không. Đấy, có củ tỏi nè, rễ tương đối thôi. Cái gáo này gáo tròn nhỏ, tầm trung. Rễ thì phía trước đây, mình trồng cỏ cái cây này nó cũng chưa có đạt lắm, thì nó hơi thưa các bạn. Đây thì chỉ cần phối thêm một chút xíu nữa là ok thôi. Cho mấy cái con vật con nai, đây nó có hồ nước nhưng mà chưa có thả cá, thì mình quay nó thôi. Nhưng mà khi về trang trí thì nó sẽ rất là ok các bạn. Các bạn cứ tiếp tục theo dõi nha, đừng có rời màn hình. Những cái cây sau là nó có những cái nét thú vị riêng của nó. Và cái cây này để mình bổ sung thêm một cặp nai đi, với lại cặp cò nữa là ok. Còn thiếu một chút đỉnh là chưa có thả cá mà thôi. Ok các bạn. Đây, chỗ này thấy không? Bạn thấy không? Để cho nó thêm sinh động xíu cho nó lạ mắt. Thực ra mà chơi thuần thì mình để cái cây không nó cũng thấy đẹp rồi. Bản thân cây nó đẹp rồi, mình chỉ cần thêm những cái chi tiết nhất là nhỏ nhỏ ở đây thôi là nó ok các bạn. Đó, đây là một cái tác phẩm mình có thể gọi là chậu dài tiểu cảnh, và phối thì tùy theo thôi. Ở nhu cầu của mình thích cái nào mình phối cái đó. Ở đây là mình chưa có thật sự là hoàn thiện hết, còn một số chi tiết nhỏ nữa thôi. Nhưng mà cái cây là cái yếu tố quan trọng nhiều nhất. Tại những cái vật kia là mình có thể mình cứ mang bỏ mình chấm thêm vào, cái cây này tạo rất là lâu. Và tiếp tục nữa các bạn thấy không, đây là một cái cây chiếc thuyền nè. Cái dáng đó các bạn thấy không, để ý nè, cây này già rễ rồi nha, cây này rễ rất là già và cứng rồi nha các bạn. Được 6 rễ to và 8 rễ to và 5 cái rễ nhỏ. Cái củ tỏi các bạn thấy nè, đây nè, cái phần sát mí củ tỏi này
khá là to đó. Cái này lá thì khỏi phải bàn rồi, cây này lá trẻ mà lá có chút xí à, nhí à, chút xíu mình đưa xuống cho bạn coi cái đoạn lá trẻ nó lên con khúc rồi. Và cái cây này là hiện tại là được ba lá, cái lá sau là mới ra là cũng là trẻ các bạn, tại vì nó còn non cho nên mình chưa có đụng như tới nó hết, và thêm một cái mầm mới trên cái đọt này nè. Thì khi mình cái này mình chỉ chờ khoảng 3 tuần nữa là cái lá kia nó cũng ra luôn, và cái lá non lá mầm nó cũng ra luôn, và cái lá trẻ kia bắt đầu mình có thể mình đủ mình làm ra một cái độ cong nó được rồi. Về cái gáo này, cái gáo này nó tròn nó nhẵn cái này, đối với mình là mình thấy cái này mình để tăng cái giá trị của nó lên, nó đẹp cho nó mỹ tính thẩm mỹ nó hơn nữa là vẽ một cái tranh gì đó lên đây. Cái tranh gì đó thì mình cũng chưa có biết được nữa. Ý tưởng thì có thể suy ngẫm thêm, các bạn xem cái này có gì mình góp ý ha. Còn cái bức tranh mà vẽ lên đây nó có đẹp như thế nào nó phải nhờ họa sĩ họ tư vấn. Còn riêng mình là mình chỉ đưa ý tưởng bằng những cái bức tranh ảnh này, có những cái họa sĩ nói vẽ lên nó không có đẹp bắt mắt. Vì cái đặc thù của cái dừa này, cái gáo là nó cong, độ cong nó tròn nó lồi á. Thì cho nên mình vẽ cái bức tranh đó khi mình thấy nó sẽ đập thẳng vô cái mắt mình, nó rất là đã các bạn. Những cái tác phẩm về vẽ tranh thì mình giao lưu hết rồi, cho nên không có cái nào để mà chia sẻ các bạn đây. Các bạn có thể quay lại những cái video trong cái kênh của mình á, quay lại các bạn xem ha. Và đây tiếp tục là một cái tác phẩm nữa, đây là cái dừa sim đỏ dán trực các bạn ha. Lá nè, nhìn thôi lá rất là đẹp, nó mượt mà sẵn rồi, và dày lá nữa, 8-9 lá gì đó, mình thấy nhiều quá mình cũng không đếm nữa. Còn rễ á, thì ở đây nó có 8 rễ nè, và cái thân có củ tỏi. Buổi sáng ngồi đây nó hơi ngược nắng, các bạn chịu khó xem ha. Đây có 8 rễ nha, mình đếm 8 rễ nha, mình sắp thứ tự đếm khoảng 8 rễ. Rồi đặc biệt là cái mặt sau này, cái tác phẩm này nó cũng giống như cái tác phẩm kia, cái mặt mà cái phần gáo nó để lộ ra rất là lớn, cái diện tích bề mặt của nó trên đây nè, mình tính về diện tích bề mặt á. Thì những cái này các bạn có thể trang trí tùy thích, ai mà có hoa tai có thể tự trang trí trên cái gáo dừa này. Mình thì mình riêng mình thì mình không có hoa tai, mình vẽ không có được đẹp lắm, cho nên tất cả phải đều nếu mà muốn để chơi mọc thì chơi, còn cho nó tăng giá trị lên, làm cho tính thẩm mỹ nó tăng lên thì phải nhờ tư vấn của họa sĩ hết. Mình có một người em họa sĩ vẽ trên cái gáo dừa rất là điêu luyện, theo như mình thấy vậy đó. Thì sắp tới đây các bạn cứ đón xem nha. Và sẵn đây mình cũng chia sẻ luôn là mình sẽ nhận đặt hàng vẽ tranh ảnh được duyệt trước bởi họa sĩ trên cây dừa các bạn chọn, để tăng tính thẩm mỹ của nó lên. Các bạn cứ yêu thích thì cứ Zalo với mình 0812399939. Ở đây mình quay một vòng cho các bạn xem ha. Đó, cây dừa này dán trực, một số anh em thì ở phía Bắc rất là yêu thích cái dán trực này. Không thế, thậm chí bây giờ ở trong nhà vườn không còn nhiều cây nữa các bạn, lác đác vài cây thôi. Và đây tiếp tục một cái dáng bay, cái gáo dừa, những cái gáo dừa này là những gáo dừa ưu tiên là để cho mình tác nghiệp cái việc là chọn lựa những cái tranh ảnh của những người nổi tiếng, thậm chí là vẽ tranh của chính bản thân chủ nhân của mình hay là người yêu người thân trong gia đình mình như thế nào đó, vẽ tranh cách điệu. Thì tranh cách điệu là như thế nào, mình trong cái những cái video mình có một cái video về vẽ tranh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó các bạn. Vẽ tranh cách điệu chỉ hai tông màu là trắng đen thôi, nó lên cái hình ảnh nó ra dáng rất là ok các bạn, mang tính chất nghệ thuật rất là cao. Còn riêng về cái vẽ tranh màu á, thì trước đây cũng có vẽ luôn, có cái bức tranh của huấn luyện viên của mình đó là Bắc Hành Seo đó các bạn, vẽ tranh màu luôn, nhưng mà theo như mình thấy á, thì vẽ tranh màu á, là nó lên cái gáo dừa nó không có những chi tiết nhỏ, ví dụ như ngay chỗ cái môi hay là những cái chỗ điểm nhăn á, thì nó lên màu sắc á, nó chưa được trọn vẹn lắm. Thì
mình không biết là tại cái đó chỉ có vẽ một cái bức tranh, vẽ một cái bức ảnh là màu đó là bức ảnh đầu tiên luôn. Thì cây đó mình đã giao lưu cho một bạn ở ngoài Hà Nội rồi, vào lúc dịp Tết rồi. Khắc phục cái việc đó, để chắc mình cũng phải thí nghiệm, mình nhờ họa sĩ vẽ lên một lần nữa coi nó trên cái gáo dừa cái độ cong của nó như thế nào để mà phối hợp cho nó ra ok. Nếu vẽ tranh màu được, tranh màu nó vẽ rất là lâu nha, mất thời gian lắm, phải một tiếng mấy nó mới xong, tại vì có nhiều lớp màu phải chờ màu khô rồi mới vẽ được. Rồi đây ha, đây là nãy giờ là các bạn thấy toàn là những cái tác phẩm về dừa, bonsai, gáo to. Đây là một cái tác phẩm cuối cùng và cũng là một tác phẩm gọi là giống như là em út vậy đó, gáo rất là mini, các bạn thấy không, để mình đưa cái điện thoại lên cho các bạn xem ha, mình so sánh với điện thoại và mình so sánh với lại cái gáo dừa kia, nó bề ngang nó đó, nó chỉ to hơn cái điện thoại 10 triệu của mình chút xíu thôi. Bạn thấy không, đó bạn đưa cái ngón tay cái của mình vào cái lóng đó. Đây cái lá này cũng lá mini nha, bộ rễ của nó thì nó nhiều rễ rồi, nhưng mà giờ đang vẫn còn dưỡng thêm những cái rễ này để làm chi, sau này có thể là mình tuyển chọn lại những cái rễ nào mà nhỏ nó không đẹp đó, thì mình sẽ cắt. Cây này là có thể mình cũng chơi được rồi đó, nhưng mà theo như mình là để cái này để cho cái rễ nó ra ok, nó bắt đầu mình tuyển chọn lại những cái rễ nào mà nó nhỏ quá, nó chưa có đẹp thì mình sẽ cắt đi nha các bạn ha. Thì các bạn xem cái những cái video của đây của mình đó thì thấy nó những cái tác phẩm mà có yêu thích bắt mắt, thì các bạn cũng tặng cho mình một like và comment những cái ý kiến gì đó, đóng góp giúp cho mình cái, tại vì cái chủ quan của mình nhìn thì nó không có bằng được nhiều người nhìn, thì ý kiến của các bạn là những ý kiến đóng góp rất là quý báu để mình hoàn thiện hơn những cái tác phẩm về bonsai dừa, cũng giống như là cái cách mình chia sẻ với lại mọi người về cái thú đam mê dừa bonsai của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Chúc mọi người có một cái ngày mới tràn đầy năng lượng, đầy yêu thương và hạnh phúc bên gia đình, người thân. Mình hẹn gặp bạn các bạn trong những cái video sắp tới đây, ngày một hấp dẫn hơn và chia sẻ với các bạn nhiều cái tác phẩm về bonsai dừa đẹp hơn. Chào nha.